Vâng, và hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 20 tháng 2 năm 2023. Và như đã hẹn với mọi người thì buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên phân tích ở hai vị trí đường cầu giải đặc biệt để cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ ba của ngày 21 tháng 2. Và trước màn ảnh của chúng ta, đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Mình sẽ viết điểm qua một chút. Ở vị giải đặc biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người là số 75, ba càng là 775 và cả bộ số là 32, 775. Lô ba nháy thì ngày hôm nay có cho mọi người là số 16. Những ai lựa chọn được con số này thì ngày hôm nay quá tuyệt vời rồi. Lô kép thì có cho mọi người là con số kép 33. Lô hai nháy thì ngày hôm nay không có anh em ạ. Thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay đầu 2 tiếp tục được bị câm này. Ngày hôm qua cũng bị câm, ngày hôm nay tiếp tục bị câm. Thì mình sẽ có cho anh em một cái chú ý là ngày mai hội đồng xổ số sẽ quan tâm cực kỳ là nhiều đến vị trí của lô đầu 2. Nó có thể xảy ra từ 3 con trở lên. Đó, nên là anh em nào mà chơi về vị trí lô đầu 2 ngày mai thì có thể là cân nhắc anh em nhé. Thôi, thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì nó ra tập trung nhiều nhất ở đầu 4. Đầu 4 thì có cho mọi người là lô 41, 42, 47, 48, 49. Đầu 6 cũng nhiều, đầu 6 thì có 63, 65, 67 và 68. Thì vừa qua mình cũng điểm lại cho mọi người một số các đặc điểm nổi bật của bảng kết quả. Và ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho mọi người cầu song thủ lô ở trên kênh lúc buổi trưa ngày hôm nay ấy, để chúng ta cũng chiến thắng được đối với cặp 0880. Mọi người có thể nhìn trước màn ảnh đây. Cái đưa cầu 080 thì chúng ta cũng ăn thông 3-4 ngày gần đây rồi. Anh em theo dõi trên kênh mình cũng thể biết rồi. Đó thì ngày hôm nay cái cặp số này thì nó trả về là con số 80. 80 thì ngày hôm nay thì nó nằm ở bộ số cuối của giải tư anh em ạ. Đó. Còn đối với vị trí cầu lô và cầu xiên ý, thì tiếp tục là buổi trưa ngày mai nhá. Mình sẽ đăng tải cho mọi người về vị trí cầu lô cầu xiên. Còn video buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung cho anh em cầu đề và kết hợp cho anh em cả vị trí ba càng nữa. Rồi, và quay trở lại với vấn đề chính cho ngày mai thì ở vị trí cầu đề ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái đường cầu cũng khá là hay. Mình vẫn sẽ chia sẻ cho mọi người cái đường cầu bóng nữa, bởi vì cái đường cầu này thì mình đã chia sẻ cho mọi người khá là nhiều rồi. Có thể là nó sẽ bị dừng hay là nó bị gãy ở tầm 1-2 ngày, nhưng chúng ta đánh đều trong tuần thì nó vẫn trả về cái hiệu quả đâu đó từ 3 cho đến 4 ngày anh em ạ. Anh em vẫn có thể theo được cái đường cầu này cho mình. Thì ngày mai thứ 3 chúng ta sẽ quay trở lại với vị trí của giải đặc biệt. Thứ 3, 3 tuần gần nhất quay trở lại đây, như mọi người có thể nhìn trước màn ảnh đây. Bây giờ mình sẽ phân tích về bóng của đầu, bóng của đuôi này. Về vị trí bóng của đầu, bóng của đuôi ấy, thì mình sẽ phân tích ra từng một cái ý một, rồi chúng ta kết hợp với nhau chúng ta sẽ có dàn đề cụ thể. Ví dụ ở đây, ở vị trí đầu đề thứ 3 ở đây thì 6 nó trả cho anh em là bóng 1, đây là đầu đề nhá. 9 trả bóng 4 và vị trí 4 ở đây trả bóng 9 này. Rồi tiếp tục đối với vị trí đuôi đề chúng ta có gì? 1 ở đây trả cho mọi người là về vị trí bóng 6 này. 8 đây trả bóng 3 này. Và 1 trả bóng 6 ở trên này có rồi. Thì bây giờ mọi người lưu lại cho mình cái dàn đề này nhá. Đầu tiên là con số 1 kết hợp chúng ta có 161 và 131. Đối với vị trí con số 4 chúng ta có vị trí của 464 và 434. Còn con số 9 kết hợp lên chúng ta có vị trí của 969 và cặp 939. Đó. Từ cái dàn này thì mình cũng sẽ đưa ra cho mọi người được cái vị trí của tứ thủ đề. Tứ thủ đề cho ngày mai thứ 3 này. Mà anh đợi một chút nhá. Đây. Vị trí của tứ thủ đề VIP. Cái cặp số đầu tiên thì mình sẽ đưa ra cho mọi người đó chính là cặp 434. Và cặp số thứ hai đó chính là cặp 969. Đó. Những cái chú ý này mình đưa ra ấy thì hoàn toàn là trên cái quan điểm của cá nhân mình cho ngày mai là ngày 21 của tháng 2. Đó, hoàn toàn trên cái quan điểm của cá nhân mình nhá. Thì anh có thể lưu lại cho mình cái vị trí của cặp tứ thủ đề này. Và hơn thế nữa thì những anh em nào mà kết hay anh em trùng máu thì mọi người có thể là bình luận xuống bên dưới video để cho tất cả mọi người đang theo dõi video ở đây, mọi người nhìn được cái bình luận của anh em thì anh em cũng sẽ tự tin hơn khá là nhiều. Rồi, tiếp tục thì mình cũng sẽ gửi đến mọi người cái vị trí đường cầu giải đặc biệt nữa cho ngày mai. Thì trước hết chia sẻ cho anh em cái đường cầu này thì mọi người cũng có thể lưu lại cho mình cái vị trí này, những cái chú ý này. Và mình sẽ để đến một chút để anh em thể lưu lại nhá. Rồi, tiếp tục quay trở lại với vị trí của thứ hai cho đường cầu giải đặc biệt. Thì đối với cái vị trí đường cầu thứ hai này thì mình sẽ lựa chọn tiếp cho mọi người một ngày nữa cái đường cầu của vị trí giải nhất nằm gốc, đó chính là ba cái con số đầu nằm trong bộ số của giải nhất. Nó xuất hiện là con số 0, con số 1 và con số 6. Chúng ta kết hợp với vị trí của giải 3. Giải 3 ở đây chúng ta lựa chọn cho mình này. Con số thứ hai nằm trong bộ số thứ hai của giải 3 xuất hiện con số 4 này. Chúng ta kết hợp một vị trí nữa là con số đầu nằm trong bộ số thứ 5 của giải 3 xuất hiện con số 8. Bây giờ chúng ta lấy cái vị trí này nhá. Đây là có 0 này, có 1 và có 6 này.
Bây giờ chúng ta lấy con số 0 kết hợp trước thì chúng ta sẽ có là 040 và 080. Đến vị trí con số 1 thì chúng ta có 181 và vị trí của 141. Con số 6 kết hợp thì chúng ta có thêm cả cặp 686. Cặp 646 thì ở cái đường cầu kia có rồi, mình sẽ không viết ra nữa. Vậy chúng ta sẽ có là 5 cặp tương ứng với dàn 10 số. Đối với đường cầu này thì 5 cái cặp này thì cũng khá là sáng. Thì mình đang lựa chọn cho anh em về vị trí của chạm đề, đó chính là chạm 0 dành cho ngày mai. Không biết có anh em nào kết chạm 0 là đề cho ngày mai hay không. Đây thì mình sẽ đưa cho mọi người nhé. Đó chính là cái chú ý là đề chạm 0. Cái chú ý ở đây đó chính là đề chạm 0 anh em ạ. Đó. Tuần này thì anh em lên để ý cho mình một chút về vị trí của đề chạm 0. Rồi, mọi người có thể lưu lại cho mình. Đối với vị trí đề chạm 0 thì mình cũng sẽ đưa ra cho mọi người một số cái cặp đề kết. Kết này, nằm trong cái chạm 0 này. Cái cặp số đầu tiên thì mọi người có thể lưu lại cho mình, đó chính là cặp 010, cặp 020. Đó, tiếp tục vị trí của cặp 060 và vị trí của cặp 080. Đó, mình kết cho mọi người là 4 cái cặp số này. Rồi thì từ đây thì mình sẽ đưa cho mọi người một chút về những cái con số của 3 càng. Thì về vị trí càng ngày hôm nay nó ra đầu 7, ngày qua ra đầu 2, nó trả về bóng anh em ạ. Đây, mình sẽ thống kê một chút để anh em nhìn nhận được, ngày hôm kia ra là đầu 9 này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lựa chọn cho mọi người hai cặp số kết nằm trong chạm 0, đó chính là 060 và 080. Và ở vị trí 3 càng, mình cũng sẽ lựa chọn cho mọi người 3 càng đầu 0 luôn. 006 này, 060, 008 và 080. Ok, mọi có thể lưu lại cho mình dàn 3 càng này. Và còn một cái chú ý nữa, thì những anh em nào mà đang xa bờ hay anh em thua tha lợ lần, cần hỗ trợ về những cái đường cầu kín hơn hay là những cái đường cầu ăn thông dài hơn, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo cầu kín số VIP cho mình. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em từ bạch thủ lô, song thủ lô, xiên 2 cho đến cầu đề. Đó chính là số Zalo 0357500157. Mình hỗ trợ anh em 100% là phí sau giờ quay. Nếu anh em không dùng Zalo, anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại cho mình đều được. Mọi người nhớ, liên nhớ cho mình là mình sẽ hỗ trợ anh em tập trung vào bạch thủ lô này, song thủ lô này. Đó, và đề. Ok, và vừa qua thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người về những cái chú ý dành cho cầu đề cho ngày mai. Và thời lượng của video mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân. Và ngày mai chiến thắng rực rỡ. Tiếp tục cầu lô cầu xiên. Hẹn mọi người buổi trưa ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.